chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh hai cậu nhóc còn trong tuổi ăn tuổi học lại ngồi ngay một góc ngã tư đường để mà xin tiền đem về lo cho cuộc sống gia đình. Không biết cha mẹ cháu ở nhà làm công việc gì mà để cho cháu phải ra ngoài đường ngồi đi xin như vậy. Xin chào cả nhà nha. Mấy ngày hôm nay thì Thanh Liêm đi qua lại trên khu vực cái trục đường Lý Thái Tổ, gần nhà của Thanh Liêm á. Thì Thanh Liêm bắt gặp ở đây có hai cậu nhóc trông dáng vẻ thì cũng rất là khôn ngoan, giống như con của một gia đình có tiền của Việt, nhưng mà không hiểu sao mà hai cháu ở đây ngồi xin tiền. Bây giờ Thanh Liêm sẽ tiếp nhận cho hai cháu ở đây để làm giờ. Thanh Liêm chào cả nhà nha. Bây giờ Thanh Liêm đến gần hai đứa nè. Bây giờ để mà Thanh Liêm tìm cách hỏi coi hai đứa hỏi đây làm gì vậy? Dạ. Hả? Con nói lớn ăn đi, con ăn xong đi. Giờ anh cũng trả lời nè. Dạ. Con ngồi đây để làm gì? Dạ con xin tiền. Hả? Dạ con xin. Con đi xin tiền hả? Trời ơi. Đi xin tiền. Con đi học đúng không? Dạ còn. Học lớp mấy rồi? Dạ lớp 5. Lớp 5. Trường nào? Trịnh Hoài Đức. Trịnh Hoài Đức. Nhà ở đâu? Dạ dưới cầu Bà Bầu. Cầu Bà Bầu. Trịnh Hoài Đức là trường ở dưới Mỹ Phước. Rồi sao nhà cầu Bà Bầu học ở Trịnh Hoài dạ, Đức? Dạ đó là nhà con dưới kia thầy. Bị ông bà nội chửi cái gòi xuống nhà ngoại. Ngoại ở. Bây giờ nghe chú hỏi nè, con tên gì? Dạ con tên Tài. Con tên Tài. Năm nay con nhiêu tuổi? Dạ 11. 11 tuổi, học lớp 5. Rồi ba mẹ đâu mà ra đây ngồi đi xin nè? Dạ ba mẹ con ở nhà. Hả? Ở nhà. Ba mẹ con ở nhà. Rồi ba con làm gì? Dạ ba con đi làm đậu tì. Hả? Ba con làm đậu tì. Ba con làm đậu tì. Rồi mẹ con làm gì? Dạ mẹ con ở nhà không làm gì trơn. Cũng ở nhà không làm gì trơn. Rồi lấy gì nuôi tụi con đi học nè? Dạ con lẽ... xin. Rồi chẳng lẽ bắt tụi con đi xin? Vậy hả? Rồi xin vậy ngày được nhiêu? Dạ tùy những ngày chú. Đẹp trai quá à. Đẹp trai quá à. Sao đi xin kỳ vậy? Hả? Học giỏi không? Không có lãnh khen lên lớp luôn. Vậy là cũng là lãnh với khen lên lớp được ha. Vậy là cũng giỏi rồi. Ở đây thấy cái hộp cơm này ai cho vậy, bánh nữa nè. Dạ chú gì kia cho. Của gì kia cho hả? Rồi rồi cái bên là gì đây? Dạ em con. Em mấy tuổi? Dạ 10. 10 tuổi hả? Học lớp mấy? Dạ lớp 4. Lớp 4 ha. Học trường nào? Cũng Trịnh Hoài Đức. Cũng Trịnh Hoài Đức luôn. Rồi hai em ở đây ngồi từ mấy giờ tới giờ rồi? Dạ từ 4 giờ tới 8 mấy. Thường thường ngồi ở đây hả? Rồi có ngồi chỗ nào khác nữa không? Ở đâu nữa? Nói nghe coi. À, ở gần ở dưới cầu Bà Bầu đi thẳng luôn. Cầu Bà Bầu đi thẳng luôn. Vậy là ngồi tới hai điểm. Rồi một ngày gì đi xin được nhiêu tiền đó chú nghe coi. Mấy chục ngàn hả? Mà đem gì tiền gì là đủ tiền đi học không? Hay là đem vậy đưa cho cha mẹ? Dạ đưa ba mẹ. Đưa ba mẹ hả? Một ngày đi xin được mấy chục ngàn. Rồi như vậy rồi làm sao rồi? Ở nhà có học bài gì không? Rồi tối ngày cứ gì không học bài gì chứ hả? Rồi lỡ gì học cũng lại bạn bè là sao? Đẹp trai quá à. Mặc quần khách kiểu ơi. Che lại. Coi chú. Trời ơi, ông này có cái đuôi gò nữa kìa. Dữ dằn chưa? Trời ơi, mới nhìn vô ai nói con nhà nghèo lắm trời. Trắng trẻo, khoát khoát, mập mạp không à. Học giỏi không? Con học giỏi không? Bây giờ chú chưa biết tên con nè. Con tên gì? Chí hả? Chí phải không? Chí. Cái gì? Chí. Chí nha. Nãy anh con tên gì chú quên rồi. Dạ Tài. Tài, Tài ký ha. Trời mũi kìa ơi. Mũi trẻ em lum kìa. Xấu quá à. Mũi chảy em gương kìa. Ừ đúng rồi. Rồi
con đi xin như vậy rồi ba với mẹ nhà hay không? Dạ hay. Hay sao để có cho tụi con đi xin không? Cho luôn. Phật ơi, thiệt không nghe không? Dạ, tôi biết ba ông đó nghe. Tôi giờ tôi hỏi rồi nghe. Dạ. Ba cho đi xin luôn. Ba kêu. Ba kêu. Ba mẹ kêu. Phật ơi. Ba làm đâu tì? Rồi mẹ. Mẹ ở nhà. Mẹ ở nhà ha. Rồi mẹ ở nhà có làm gì không? Dạ không. Có nấu cơm hay dọn dẹp gì tiếp gia đình không? Không, còn là lau nhà rồi quét nhà, còn mua cơm ngoài ăn. Mua cơm ngoài ăn không à? Hiện tại giờ gia đình đang ở nhà trọ. Dạ. Nhưng mà theo như chú tìm hiểu là trước khi chú gặp tụi con thì chú cũng đã có tìm hiểu. Chú hỏi một vài người ở ngay cái khu vực mà tụi con đứng hay đi sinh á, là chú nghe nói là con nói là ba mẹ con đã thâu rồi. Có phải gì không? Dạ. Vậy sao bây nãy giờ con lại nói ba mẹ con còn ở? Ba mẹ nuôi. Mẹ nuôi. Mẹ nuôi hả? Như vậy là ba con với mẹ con là đã thâu nhau. Còn bây giờ hiện tại mẹ bây giờ đó là mẹ sau. Trời ơi, tại sao con không nói rõ cho chú biết? Rồi bây giờ hiện tại bây giờ tụi con đang ở với ai nè? Mẹ ở với ba ruột mẹ nuôi. Ba ruột và mẹ nuôi. Trời ơi, khổ không cái gì? Bây giờ cha mẹ mà gãy gánh á, tụi con khổ gì nè. Rồi bây giờ mẹ của con hiện tại giờ đang ở đâu? Không biết không? Dạ không. Không biết luôn. Bao lâu rồi không gặp mẹ? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Nhớ mặt mẹ không? Rồi lúc mẹ con đi lúc đó con mấy tuổi? Dạ lúc con học lớp 1. Con học lớp 1. Thôi con học lớp 1 rồi lúc đó con cũng đã biết rồi. Tại là con nói là tối là con ngủ xong cái rồi con ít nhớ lại nhớ. Rồi bé Tài không nhớ mặt mẹ, rồi bé Kỳ có nhớ mặt mẹ không? Kỳ có nhớ mặt mẹ không? Không nhớ luôn. Hai đứa nào cũng đẹp trai hết trơn á. Cái chân bị gì dữ vậy nè? Dạ bị kẹt câm chú. Bị kẹt câm á ha. Kẹt lúc đó mấy tuổi? Lúc đó mấy tuổi Tài? Dạ. Kỳ bị kẹt câm lúc đó mấy tuổi? Lúc lớp 3. Rồi ngồi như vậy nè. Rồi đến mấy giờ mới đi được về? Dạ 8 giờ. 8 giờ. 8 giờ tối. Rồi bữa nào lỡ gì tụi con xin không được rồi sao? Về. Về. Cũng phải đi về. Rồi về vậy rồi có bị mẹ la không? Không. Dạ không. Phật ơi, rồi ba có la không? Không. Dạ không. Ba chỉ nói chứ ba không la. Ba chỉ nói sao? Nói sao? Đó là mai mốt cố xin em nha. Cái sao? Mai mốt cố lên em nha. Cố lên hả? Ơi. Rồi ngoài cái công chuyện làm đậu tì ra hàng ngày ba làm gì? Dạ ba không có làm gì hết trơn. Trời ơi sao còn đẹp chứ vậy? Hai đứa mà đứa nào cũng là phốt phát đẹp trai hết trơn mà sao mà lại mà vô phước vậy? Mà chú nghe một cái thông tin đó là tụi con là hiện tại giờ đang ở với bà ngoại có không? Dạ con. Ngoại mất rồi. Mất bữa 12 ngày 1 tháng 12 2013 2023. 2023 ha. Không em vậy. Chứ lúc trước là ở với ngoại. Và từ khi ngoại mất tới giờ về ở là với ba. Dạ. Rồi lúc trước ở với ngoại rồi ngoại có bắt tụi con đi sinh không? Dạ không. Thấy chưa? Thấy không? Ngoại thương của con đó, ngoại xa, ngoại thương của con đó, ngoại không muốn tụi con phải mà làm lũ cơ cực đó, phải không? Trời ơi. Vậy nè quý vị, đây là hai cháu đó, gia đình cha mẹ cũng gãy gánh. Hai cháu mới lên như vậy nè. Hằng ngày phải ngồi ở những cái chốt đèn ngã tư, ngồi từ trưa yêu mà cho đến 8 giờ tối. Bây giờ mà chú hỏi thì nè, tụi con xin như vậy á là một ngày tụi con xin được bao nhiêu đó thì chú nghe coi. Dạ tùy 100 hoặc mấy chục ngàn. 100 cũng có và mấy chục ngàn cũng có ha. Rồi vậy rồi đem về đưa cho mẹ nuôi hết. Con đưa cho mẹ nuôi hay con đưa cho ba? Dạ đưa mẹ nuôi. Con đưa cho mẹ nuôi. Vậy sao con không đưa cho ba con? Con nếu con đưa ba con cũng đưa mẹ nuôi con, vậy ba kêu đưa cho mẹ nuôi gì? Rồi mẹ nuôi có thương tụi con không?
tụi con nhiều không? Rồi có hay gậy la không? Dạ ít. Rồi mẹ nuôi vậy rồi có con không? Dạ mẹ nuôi với ba con có con nữa không? Có một em nuôi nhỏ. Là con đó là con ai? Dạ con mẹ nuôi con. Chứ không phải là con của ba con hả? Dạ. Vì vậy cũng không phải là em con. Rồi em đó năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ học lớp 1. Học lớp 1 ha. Cũng đang đi học. Coi như là bây giờ tụi con đi làm về là con tụi con với ba tụi con là lo cả gia đình luôn. Trời ơi, sao mà tội nghiệp như vậy? Mới mày lớn rồi ra đi còn ở đây mày để đi kiếm tiền về lo cho gia đình luôn rồi. Cái độ quá vậy. Rồi tụi con nhớ mẹ không? Bây giờ hôm nay nè, cũng như bây giờ chú gặp tụi con ở đây nè. Bây giờ tụi con có thể có những lời gì nhắn nhủ đến mẹ không? Hay là nói là nhớ mẹ ơi, con nhớ mẹ quá hay gì đó. Giờ mẹ có thấy tụi con được rồi, mẹ về mẹ thăm tụi con gì đó. Con nói là Tài. Con nói coi. Sao vậy? Nhớ mẹ sao không gửi lời nhắn lên mẹ? Con cứ nói bình thường giống như chú nói gì đó. Nói mẹ ơi, mẹ xem được cái video này, con nhớ mẹ quá. Mẹ có thấy được mẹ về mẹ thăm tụi con. Nói coi.